nhìn rõ một người. Từ tướng ăn, thế ngồi cũng có thể phản ánh ra dục vọng của một người. Cổ nhân có câu, quân tử thực lược thường chi vị, tiểu nhân sanh tử bất túc. Tức là người quân tử ăn biết ngon là đủ, kẻ tiểu nhân ăn tới chết cũng không vừa. Ở đây không chỉ nói đến thức ăn mà còn nói đến cả dục vọng. Bậc quân tử phàm làm việc gì cũng có mức độ, còn kẻ tiểu nhân thì vô độ mà hành. Và nó cũng thể hiện cả vận mệnh và sự nghiệp của một người. Người xưa họ rất xem trọng tâm tính của một người. Họ cho rằng tướng mạo một người mà tốt thì vận mệnh người đó cũng sẽ tốt và ngược lại. Khi tiếp xúc với một người, họ sẽ xem tướng người đó toát lên khí chất gì thì sẽ biết tâm người đó và nhìn ra vận mệnh của họ, gọi là xem tướng đoán vận mệnh. Tất nhiên, việc ăn uống quan trọng chính là để bản thân được thoải mái. Chúng ta khó có thể làm được tuyệt đối. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng cần phải có sự chế ước tự thân. Có câu, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, cần phải học cách quan sát trước sau